Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với Auto 62 với một buổi báo giá toàn bộ những chiếc xe đang được bày bán bên trong Auto 62 quý vị nhá. Và để quý vị tiện theo dõi và tìm cho mình những chiếc xe mà bản thân và gia đình đang cần mua thì hãy theo chân em Trường đi vào bên trong cửa hàng để chúng ta trải nghiệm những chiếc xe đang được bày bán bên em ạ. Với chiếc xe đầu tiên em Trường gửi tới là một chiếc xe SUV của nhà sản xuất Toyota quý vị nhé. Đó là Toyota Fortuner, nhưng chiếc xe này là bản Legender 2 cầu, bản cao cấp nhất của Fortuner quý vị nhé. Với năm sản xuất 2021, xe lăn bánh 1 vạn km, mang ngoại thất màu đen và nội thất là ghế da hai màu, thì xe đang được chào bán bên em với mức giá chỉ ngoài 1.3 tỷ quý vị nhé. Và đến với một chiếc tiếp theo. Chiếc xe này thì em vừa bán cho khách hàng rồi quý vị nhá. Khách hàng vừa đặt cọc và ngày mai là sẽ đi đăng ký và giao xe tới tay khách hàng quý vị nhá. Và với một chiếc tiếp theo, em gửi tới là một chiếc xe mẫu SUV 5 chỗ của nhà sản xuất Mazda quý vị nhá. Đó là Mazda CX-5 với năm sản xuất 2016 bản 2.5, một cầu, ngoại thất màu trắng và nội thất màu đen, xe lăn bánh được 5 vạn km, mang biển số thành phố, một chủ từ đầu quý vị nhá. Một chiếc xe rất là mới và rất là đáng để quý vị và các bạn tham khảo với mức giá chỉ ngoài 600 triệu quý vị nhá. Thì quý vị có thể sở hữu được một chiếc xe Mazda CX-5 rồi. Mời quý vị đi vào bên trong để chúng ta đánh giá nốt những chiếc xe đang được bày bán bên em ạ. Tiếp theo đến em Trường gửi tới quý vị là một chiếc xe của nhà sản xuất mang thương hiệu đến từ Pháp quý vị nhá, Peugeot với bản 2008, nhưng chiếc này là bản thường quý vị nhá. Giá rất là tốt quý vị nhà, với năm sản xuất 2021, xe chạy hơn 1 vạn km, đang được chào bán bên em với mức giá chỉ ngoài 700 triệu quý vị nha. Một chiếc xe rất là hầm hố và rất là thể thao mà một mang một phong cách châu Âu rất là đẹp quý vị nha. Một chiếc xe cũng chúng ta cũng đã rất là đáng để tìm hiểu quý vị nhá. Và với một chiếc tiếp theo là một chiếc xe cỡ nhỏ, đó là một chiếc xe Fadin mang thương hiệu của VinFast quý vị nhá. Và năm sản xuất là 2021 bản bay, thì chiếc xe này cũng đã được anh chủ trước độ lên khá là nhiều đồ chơi, full đồ chơi rồi quý vị nha. Và đang được chào bán bên em với mức giá chỉ ngoài 300 triệu quý vị nha. Ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen, một chiếc xe rất là mới với 8.000 km đã lăn bánh quý vị nha. Và với một chiếc tiếp theo là một chiếc SUV 7 chỗ của nhà sản xuất Kia, đó là Kia Sorento với năm sản xuất 2014, nhưng chiếc xe chỉ lăn bánh được đâu đó 7 vạn km, nhưng chiếc xe còn rất là mới quý vị nha. Với nội thất hay ngoại thất thì chiếc xe này anh chủ trước rất là giữ xe và rất là mới quý vị nha. Mang biển số thành phố, một chủ từ đầu, ngoại thất màu đen và nội thất là màu đen, thì chiếc xe đang được chào bán bên em với mức giá chỉ ngoài 500 triệu quý vị có thể sở hữu một chiếc xe SUV 7 chỗ quý vị nha, với năm sản xuất 2014 quý vị nhá. Đến với những chiếc xe tiếp theo đang được bày bán bên em. Một chiếc xe tiếp theo là một phân khúc SUV 7 chỗ của nhà sản xuất Mitsubishi quý vị nha, đó là một chiếc xe Xpander với năm sản xuất 2020, ngoại thất màu trắng và nội thất màu đen. Chiếc xe lăn bánh được hơn 3 vạn km một chút, một chiếc xe rất là mới quý vị nha. Mang biển số thành phố, đang được chào bán bên em với mức giá chỉ ngoài 500 triệu. Quý vị có thể sở hữu chiếc xe 7 chỗ gầm cao với mức giá chỉ hơn 500 triệu. Phục vụ gia đình và công việc rất tốt quý vị nhé. Với một chiếc xe tiếp theo em Trường gửi tới là một chiếc xe mẫu sedan của nhà sản xuất Mazda. Đó là một chiếc xe Mazda 6 với bản 2.0 Premium. Premium là bản cao cấp nhất của Mazda 6 rồi quý vị nhé. Và chiếc xe này thì đang được chào bán bên em với mức giá chỉ ngoài 600 triệu cho một chiếc xe Mazda 6 lăn bánh 2,5 vạn km, mang biển số thành phố, một chủ từ đầu quý vị nhé. Và mời quý vị đi sâu vào bên trong để chiêm ngưỡng những chiếc xe tiếp theo đang được bày bán bên em. Tiếp theo là một chiếc xe Ford bán tải quý vị nhá. Đó là Ford Ranger với bản biturbo 2 cầu, năm sản xuất 2020,
Ngoại thất màu đen và nội thất là màu đen, xe lăn bánh 2 vạn km đang được chào bán bên em với mức giá ngoài 700 triệu quý vị nhé. Quý vị hãy alo cho em Trường để em Trường được hỗ trợ và tư vấn toàn bộ những chiếc xe đang được bày bán bên em. Và tiếp theo là vẫn là một chiếc xe Ford Ranger, nhưng chiếc này là chiếc số tự động một cầu bản 2.2, số tự động một cầu XLS quý vị nhé. Với năm sản xuất 2021, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe lăn bánh 3 vạn km, một chủ từ đầu biển Hà Nội. Một chiếc xe rất là mới quý vị nhé, đang được chào bán bên em với mức giá chỉ ngoài 600 triệu. Một chút thì toàn bộ những chiếc xe em Trường đang review lên thì đều được cam kết bằng văn bản giấy tờ là xe không đâm va, không ngập nước, máy móc keo chỉ, mọi chi tiết trên xe là nguyên bản theo nhà sản xuất và đều được hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị xe. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua qua ngân hàng quý vị nhá. Một chiếc tiếp theo em Trường gửi tới là một mẫu SUV 7 chỗ của nhà sản xuất Ford, đó là Ford Everest với bản Titanium 2 cầu quý vị nhá, năm sản xuất 2019. Xe lăn bánh 5 vạn km mang biển số Hà Nội, một chủ từ đầu thì đang được chào bán bên em với mức giá chỉ nhô 1 tỷ một chút quý vị nhá, là quý vị có thể sở hữu chiếc xe. Và ngoài những chiếc xe em đang bày bán ở bên trong cửa hàng thì bên em còn rất là nhiều những chiếc xe đang về, như là Santa Fe thì bên em có đủ các màu các đời để giao cho quý vị, là gồm có máy dầu 2022 màu đỏ, màu đen máy xăng 2022, màu đen máy xăng 2021 đời bản Premium, và màu trắng là 2021 bản đặc biệt, và một chiếc màu đen nữa là 2021 bản đặc biệt đang về cửa hàng. Thì trong 1-2 ngày tới em Trường sẽ lên sóng toàn bộ những chiếc xe Santa Fe khi cập bến cửa hàng quý vị nha. Và ngoài ra thì còn một chiếc xe CX-5 2018 với bản 2.5 thì chỉ lăn bánh hơn 3 vạn km đang được chào bán bên em cũng chỉ ngoài 700 triệu một chút quý vị nha. Và rất là nhiều những mẫu xe đang được bên Auto 62 đưa về cửa hàng để chào bán đến quý vị và khách hàng. Thì mọi chi tiết quý vị và khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với em Trường theo số điện thoại trên màn hình để em Trường được hỗ trợ và tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị và các bạn nhé. Em Trường xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị tại Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội, có địa chỉ kinh doanh là 99 Trương Công Giai, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội quý vị nhé.